Xin chào anh em. Hôm nay anh Quân ô tô sẽ giới thiệu cho anh em hai cái mẫu xe bán tải Mazda BT50 vừa về đến chợ ô tô cũ Quảng Ninh trong buổi chiều ngày hôm nay. Mới về thôi. Chiếc đầu tiên này thì sản xuất năm 2017, mang biển số của tỉnh Sơn La 26C08033, mang nước sơn màu lông chuột. Chiếc này sản xuất năm 2017, động cơ 2.2 máy dầu, số tự động 1 cầu. Còn chiếc màu trắng bên này là số tự động 1 cầu 2.2 máy dầu 2015. Hai chiếc đều là số tự động 1 cầu 2.2 cả. Thì hôm nay buổi chiều hôm nay mới về được hai chiếc này. Chiếc này sản xuất 2015, form cũ anh em nhé. Còn cái chiếc 2017 này thì là chiếc này đã lên form mới rồi. Anh em có thể nhìn thấy này, vành hoa mai và mặt ca lăng của nó khác hoàn toàn á, khác hoàn toàn với cái này. Còn là máy số và tất cả các thứ đều giống nhau hết anh em nhé, đều giống nhau hết. Nó khác nhau một chút xíu vậy thôi. Đây là chiếc 2015 mang tên tư nhân, biển số tỉnh Quảng Ninh. Ở chiếc này thì em có mua chính chủ được của một bác ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh anh em, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Chiếc này thì mang tên tư nhân, chính chủ luôn, em mua được của chính chủ luôn. Thì bác ấy vẫn còn vay ngân hàng thì em mới trả cho bác ấy một nửa số tiền thôi, còn lại một nửa số tiền nữa thì là em sẽ thanh toán vào ngày thứ hai này, ra cùng nhau ra ngân hàng lấy giấy tờ thì em sẽ thanh toán nốt. Thì đây là một chiếc Mazda BT50 sản xuất năm 2015, số tự động 1 cầu 2.2 máy dầu, mang tên tư nhân, chính chủ, biển số tỉnh Quảng Ninh, mang nước sơn màu trắng. Nước sơn thì anh em có thể thấy là nó hơi ố vàng cái chỗ kia kìa. Đấy, hơi ố vàng. Xe thì chẳng lỗi gì đâu nhưng nó hơi ố vàng đây này. Chỗ này thì phải đi đánh bóng lại thì nó mới hết được anh em. Bóng lại thì nó mới hết được. Ở xe thì phía sau xe này có lắp cái cản bằng sắt, thì cái cản này đã có trong đăng kiểm và có trong hoán cải rồi. Nên anh em mua về yên tâm, có rất là nhiều anh em sợ là đi đăng kiểm mà không được. Thì yên tâm nhá. Chiếc cản này nó sẽ bảo vệ cho cái đít xe của các bạn tốt hơn. Khi có một cái tác động nào đấy từ phía sau mang lại thì cái cản này nó có tác dụng rất là tốt. Và nó đã có trong hoán cải đăng kiểm rồi nên là anh em yên tâm khi mua về không phải suy nghĩ gì cả. Xung quanh xe thì đã có những cái lẹp lẹp này nhưng mà ở bên kia thì đang bị mất. Bên vạ bên kia thì đang bị mất, có lẽ là em sẽ tháo ra cho nó đẹp. Hoặc là anh em nào mua thì kiếm đâu được một cái thanh đấy nữa thì em tặng luôn cho anh em ba cái thanh này. Xe thì có là cái lắp chụp thùng thấp phía sau, và có màn hình, có cam lùi rồi anh ạ. Có màn hình, có cam lùi, cam hành trình đầy đủ hết anh em nhé, đầy đủ hết. Không thiếu gì cả, ghế nội thất, ghế bọc da nguyên bản theo xe. Thì cái bản 2.2 số tự động 1 cầu này thì được cái là ông này có ghế da theo xe. Rất là đẹp và rất là sạch sẽ. Còn ông 3.2 thì mặc dù là 3.2 thì vẫn là ghế nỉ, nhưng ông này được cái là rất là sạch sẽ, ghế nội thất rất là yêu, anh em rất là yêu. Thì anh em nào mà yêu cái chiếc xe này thì gọi điện cho em nhé, bởi vì em chưa dọn. Chắc là phải dọn dẹp xong thì em báo giá chi tiết được, còn hiện tại thì em chưa dọn anh ạ. Đấy, em chưa dọn dẹp gì cả cho nên là rất là khó báo giá. Rất khó báo giá, để anh em thông cảm giúp em là nếu anh em nào mà yêu thì có thể gọi điện cho em thì em báo giá nội bộ riêng. Còn lại thì cho em khất cái báo giá sau anh em nhá. Thì báo cáo anh em là cái bản 2015 này mặc dù nó là form cũ thôi, nhưng nó cũng có điều hòa tự động, cũng có ga tự động cruise control, cũng có đàm thoại rảnh tay điều khiển bằng giọng nói. Và xe chạy đây, xe chạy được hơn 10 vạn anh em nhé, 10 vạn. Nội thất khá là sạch, trần nỉ còn nguyên bản theo xe, cũng còn tươm tất. Còn xung quanh thì nói chung là chưa dọn nhưng mà nó cũng không bẩn lắm đâu anh ạ. Nó không bẩn lắm đâu, cũng tương đối đấy. Nếu mà đánh rửa dọn dẹp nữa thì nó lên màu rất là đẹp anh ạ, rất là tươi. Thì đây là cái bậc lên xuống cũng đã được họ ốp inox thôi, rất là trang nhã, rất là sạch sẽ anh ạ, nhìn chung là đẹp đó, rất là ok. Lốp thì có hai quả lốp trước thì hơi thì đẹp, còn hai quả lốp sau thì hơi mòn rồi anh ạ. Hai quả lốp sau thì hơi mòn. Đấy, lốp sau này thì cái quả bên kia thì mòn hơn. Quả bên này thì khá là mòn. Quả bên này bị mòn mà còn bị vẹt vẹt một chút này. Em xem xe cũng rất là chi tiết. Còn cái quả bên kia thì đẹp hơn một chút. Sắt xi của chiếc này thì cũng rất là ok, mặc dù bẩn nên nhưng mà anh em có thể nhìn thấy nó không có bị mục anh ạ. Đó, nó cũng đã bị nấm tấm han này, nấm tấm han, biển Quảng Ninh không tránh được. Nhưng mà như này là biển Quảng Ninh được, như này là đẹp đấy anh ạ. Đấy, dưỡng qua một lớp bóng nữa là rất là ok, anh em yên tâm. Cái bậc lên xuống này cũng được chủ họ độ cái bậc Raptor anh ạ. Đấy, nhìn cũng rất là ok, cứng cáp, đẹp, cứng cáp đó.
trông ok lắm. Nước sơn thì hơi ố, cái này phải đi đánh bóng thì mới hết được. Ở lúc trước thì ok, vành na răng thì đã được sơn đen anh em nhé, đã sơn đen. Bình thường của nó là màu nhũ thì cái này đã sơn đen rồi. Ở bên trong toàn bộ hệ thống khung gầm cũng còn tương đối là ok, tương đối là ok và sạch sẽ, máy chạy cũng rất là bốc khỏe, số nhảy đều êm. Chiếc này thì anh em nào mà có nhu cầu thì gọi cho em để em báo giá nhé. Còn cái chiếc bên này thì em báo giá luôn, chiếc bên này thì là 505 triệu đồng, 2017, số tự động một cầu, xe mới chạy được 5.8 vạn thôi anh em, 5.8 vạn thôi, còn rất là mới luôn, bao chiếc hãng và bao km zin, không tua đồng hồ. Có nhiều chiếc thì bên em cũng tua cho nó đẹp, nhưng chiếc này cam kết với em là không tua nhé. Bốn lốp rất là đẹp luôn, lốp này trên sơn na người ta phải đi lốp này nó mới đẹp anh em, lốp này đi nó mới khỏe. Đấy, họ đã thay cái lốp theo xe ra và họ nắp cái lốp này vào, đi nó khỏe và nó bám đường hơn rất là nhiều. Anh em đi đổi đi rừng ấy là yên tâm. Ở chiếc này thì sassy đẹp hơn cái chiếc kia rất là nhiều, bởi vì xe mới đi được có 5 vạn thôi, đẹp, long lanh. Và đây là một chiếc xe mà em có thể nói với anh em là nó đẹp xuất sắc luôn, nó đẹp xuất sắc luôn, mang cái sơn màu lâu lông chuột. Nên anh em nào mua chiếc này về thì yên tâm hoàn toàn, tuyệt đối 100%, tuyệt đối 100%. Mà anh em ở xa thì em cũng có thể bao ship được cho anh em tận nơi anh em nhé, bao ship tận nhà. Và đảm bảo cho anh em về chất lượng, đảm bảo cho anh em về chất lượng luôn. Máy số zin, keo chỉ, cột kèo zin tuyệt đối, không phải suy nghĩ gì. Cái này thì anh em mua không phải suy nghĩ một chi tiết nào cả, bởi nó quá đẹp luôn rồi. Nội thất thì báo cáo anh em là ghế da cũng như chiếc kia đâu, cũng như chiếc 2015 thôi. Cái bản một cầu số tự động thì về cơ bản là nó giống nhau hết đấy nhá. Nó chỉ khác, cái bản này chỉ khác với vành na răng với cả khác cái mặt ca lăng thôi. Còn máy móc là easy fork luôn, easy fork, không khác một chút xíu nào cả anh em. Đấy, nội thất cũng ghế bọc da tương tự như chiếc kia. Đấy, vách tappy này cũng bọc da. Cũng có ga tự động cruise control, cũng có đàm thoại rảnh tay điều khiển bằng giọng nói. Và đây là km 5.8. Cũng có điều hòa tự động easy fork như chiếc kia. Chiếc này thì ngược lại nó chưa có màn hình Android như đã có cái cam hành trình ở đây. Xe thì tương đối là mới mẻ, mới mẻ. Anh em nào mua chiếc này về thì em cứ bảo hành cho anh em về chất lượng, yên tâm 100% luôn, không phải nghĩ ngợi gì cả, không phải nghĩ ngợi. Bậc lên xuống này cũng được chủ họ bọc ốp cái này đó, cho cũng khá là bắt mắt. Rất là ổn anh em ạ. Nội thất rồi là vách tapi piếc ổn lắm. Cực kỳ ok luôn. Em mở khoang máy chiếc này ra để anh em yên tâm nhé. Chiếc này thì yên tâm tuyệt đối đây. Hệ thống khung gầm các thứ sạch sẽ lắm, tinh tường, đẹp, ok. Đấy, chiếc này thì bên em đã kiểm tra rất là kỹ rồi nhá, rất là kỹ rồi, nên anh em mua về cứ tuyệt đối chỉ việc dùng thôi, không phải làm cái gì đâu. Máy móc nó anh em thấy không ạ, zin đét luôn, keo nhám nhà sản xuất nguyên bản và từng con ốc còn nguyên ánh đồng ánh bạc, chưa hề có một chút xíu gì cả, gọi là tác động của ngoại lực cả, rất là êm ái và rất là chắc chắn. Vâng, thì trong ít phút vừa qua anh Quân Ô Tô đã giới thiệu cho anh em sơ bộ nhất về hai cái bán tải Mazda BT50 mới về chợ ô tô cũ Quảng Ninh trong buổi chiều ngày hôm nay. Anh em có nhã hứng một trong hai chiếc này thì có thể liên hệ trực tiếp với anh Quân Ô Tô qua số 0364763888 để được em tư vấn chi tiết nhất về hai mẫu xe Mazda BT50 mới về chợ bên em. Anh Quân Ô Tô thì xin kết thúc video của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn anh em đã quan tâm và ủng hộ kênh mua bán ô tô của em trong suốt thời gian vừa qua. Chúc anh em cùng với gia đình luôn tìm được cho mình cái mẫu xe phù hợp nhất với điều kiện gia đình của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau.